Minh nhà đất, Ano nhà đất 365, bán nhà đất Hải Phòng, chào quý vị anh chị. Thông tin sản phẩm mới cho quý anh chị nào phù hợp và có nhu cầu. Cần bán nhà 3 tầng, Chu Văn An Lê Lợi Ngô Quyền, Hải Phòng, điện thoại 0388 832 303. Chỉ 2,4 tỷ cần bán nhà 3 tầng Chu Văn An Lê Lợi Ngô Quyền, diện tích 44m², ngang 3,5 ngõ 2m, điện thoại 0388 832 303. Chủ cần bán nhà 3 tầng Chu Văn An cho ai thiện chí, liên hệ ngay anh Minh 09888 860616. Anh chị có thể xem chi tiết trên Facebook bằng cách đánh thăng Chu Văn An Minh. Địa chỉ Chu Văn An Lê Lợi Ngô Quyền. Thông tin trên sổ đỏ, diện tích là 44m², mặt tiền là 3m rưỡi, ngõ là 2m. Công năng kết cấu nhà 3 tầng, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, phòng bếp, phòng khách, phòng thờ, sân phơi, sân cổng riêng. Ngõ lông 2 rẽ vào nhà, cách đường Chu Văn An 40m. Vị trí trung tâm phố, đủ mọi dịch vụ tiện ích. Gần trường Chu Văn An, sân vận động Lạch Tray, gần cung văn hóa thanh niên Hồ An Biên, khách sạn Lạch Tray. Giao thông thuận tiện, thông ra Chu Văn An, Lạch Tray, Lê Lợi, đi các ngả rất thuận tiện. Gần chợ, ủy ban nhân dân, trường học các cấp. Tiện ích dịch vụ đầy đủ, không thiếu thứ gì của phố trung tâm. Pháp lý bìa hồng chính chủ, giá trị 2,4 tỷ có thỏa thuận. Anh chị có thể xem thêm các sản phẩm khác ở Ngô Quyền bằng cách đánh thăng dưới 3 tỷ Ngô Quyền Minh ở trên Facebook. Gọi ngay cho anh Minh 03888 832 303. Phục vụ chân thành, nhiệt tình, uy tín 24/7, không qua trung gian. Tiếp khách lịch sự, không qua cầu rút ván, thông tin chuẩn 100%. Sàn bất động sản Ano nhà đất 365, địa chỉ số 1 đường Máng Nước, An Đồng, An Dương, Hải Phòng. Đây là thông tin hình ảnh về căn nhà, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, và ban công. Cảm ơn quý anh chị. Anh chị có thể ủng hộ kênh bằng cách like video, share video cho nhiều người có nhu cầu và mong muốn, bình luận ở phần dưới phần mô tả của video, hoặc anh chị đăng ký kênh để ủng hộ kênh và nhận những thông tin sản phẩm mới về nhà đất Hải Phòng. Xin chân thành cảm ơn.